Hân hạnh giới thiệu Lê Xu ca nhạc, công chúa tóc mì Jennifer Thiên Nga. Chương trình nhằm kỷ niệm sinh nhật lần thứ 10 của Jennifer Thiên Nga với chủ đề Thiên thần và ước mơ. Nhạc sẽ được tổ chức và ghi hình tại nhà hát VOH Thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 20 giờ tối thứ Ba, ngày 26 tháng 11 năm 2019. Đặc biệt, chương trình có sự tham dự của các ca sĩ hàng đầu trong và ngoài nước. Danh ca Giao Linh, danh hài Chí Tài, ca sĩ Quang Hà, Lâm Hùng là bên sông Sơn Ga, Quách Bình, đêm thâu chén rượu đồng đêm, quán quân Việt Nam Idol Kids Thiên Khôi, dẫn chương trình MC Thanh Bạch. Đến với chương trình, quý khán giả sẽ được thưởng thức những màn nhạc kịch, vũ đạo mới lạ của những nghệ sĩ yêu thích, để nghe những giọng hát ngọt ngào sâu lắng, những bài tình ca đã đi sâu vào lòng người với chủ đề Thiên thần và ước mơ. Vì số ghế có giới hạn, quý vị nào muốn tham dự chương trình xin liên lạc ngay qua số điện thoại 0909 115 055. Live show Thiên thần và ước mơ, món quà ý nghĩa nhất cho mọi gia đình. Trân trọng kính mời.